Hello anh em và chào mừng em đến quay trở lại với Lab The World, thế giới công nghệ. Không biết là có người anh em nào của mình ở đây đang cảm thấy khá là sốt ruột khi mà chuẩn bị bước vào năm học mới rồi, nhưng mà vẫn chưa tìm cho mình được một chiếc laptop phù hợp. Search trên mạng thì tìm laptop giá rẻ cũng toàn trong khoảng độ 13 đến 15 triệu đồng, trong khi chi phí hầu bao lúc này chỉ có khoảng độ 8 triệu mà thôi. Thế thì phải làm như thế nào? Mình có một giải pháp cực kỳ hợp lý cho anh em. Nó đang nằm ngay trên bàn của mình đây. Chiếc Asus ExpertBook B1402 CBA NK1535W. Cái chiếc laptop này trong mức giá tại thời điểm ra mắt sẽ là 14.590.000. Nhưng mà anh em biết rồi, tại Lab The World thì có bao giờ bán giá niêm yết đâu, lúc nào cũng có mức giá rẻ ối giời ơi cho anh em, đúng không nào? Và chính vì thế mà chiếc máy này hiện tại nhá, tại khoảng Lab The World nó sẽ chỉ còn có là 8.990.000 mà thôi anh em ạ. Nhưng tưởng thì dưới 9 triệu sẽ một mức giá nó là rất mềm, rất hấp dẫn với đại đa số người dùng rồi. Nhưng mà không, nếu như mà anh em mua máy trong thời điểm này, từ giờ cho tới khi channel TikTok Lab The World đạt 100.000 sub, chúng ta sẽ được giảm thêm 400.000 nữa. Lúc này thì channel chúng mình đang được khoảng độ hơn 94.000 sub rồi, tức là chúng ta sẽ còn khoảng độ 6.000 nữa để cán mốc 100.000. Và từ giờ tới lúc đó, chúng ta sẽ được giảm ngay 400.000 cho cái chiếc ExpertBook này. Và cụ thể đến mức giá của nó bây giờ sẽ chỉ còn có là 8.590.000 cho cái chiếc ExpertBook ở trên bàn của mình đây mà thôi anh em ạ. Thực sự là rất mềm rồi đúng không anh em? Nó phải nói là một cái mức giá mà quá yêu dành cho tất cả những bạn có nhu cầu làm văn phòng này, những bạn học sinh, sinh viên cần một chiếc máy soạn thảo văn bản, và cũng như là có nhu cầu đầu tiên là tiếp xúc với một chiếc laptop để có thể thành thạo nó trước đã, cũng như là có thể xử lý vào hầu hết là những cái tác vụ văn phòng của chúng ta hàng ngày rồi. Thì một con i3 Gen 12 nhá, chắc chắn rồi, nó sẽ không phải là, nó hiệu năng của nó sẽ cao rất nhiều so với cả một con i3 Gen 10 hay là i3 Gen 11. i3 Gen 12 nhá, nó sẽ cho chúng ta hiệu năng nó là cao hơn khá nhiều đấy anh em ạ. Ngoài ra thì em máy này còn cho chúng ta khả năng nâng cấp RAM nữa. Đó là những cái ưu điểm của nó là rất ngon rồi đúng không nào? Nhưng mà nếu như mà cái mức giá 8.590.000 anh em vẫn cảm thấy rằng là chưa thích thú cho lắm, mình có một cái tip nhỏ cho anh em. Nó nhỏ đấy nhá. Ở đây chỉ anh em mình biết với nhau thôi, những anh em viewer biết với nhau thôi. Đấy chính là khi anh em muốn chọn chiếc laptop này này, anh em nhấn vào cái link ở bên dưới cái phần mô tả video này, link của chiếc laptop này này, nhấn vào đường link. Sau đấy thì anh kéo xuống cái phần quà tặng khuyến mãi, anh em có thể nhìn thấy cái phần là ba lô chuột password không? Lúc mà anh em tới cửa hàng mua máy ấy, anh em nói với các bạn nhân viên kỹ thuật, nhân viên kinh doanh của chúng mình là: anh ơi, bây giờ em không muốn lấy quà ba lô chuột password, anh trừ vào giá giúp em. Thì lúc này chúng ta sẽ được trừ thêm 200.000 nữa. Và giá của máy bây giờ còn có là 8.390.000 mà thôi. Dã man thực sự, từ 14.6 triệu, 14.5 triệu xuống còn 8.390.000 cho một chiếc laptop có gì mà hấp dẫn thế nhở? Bây giờ thì em hãy cùng mình đi unbox chiếc ExpertBook B1402 CBA này ra để xem là nó có gì hay anh em nhá. Phải nói là có rất nhiều điểm hay trên chiếc laptop này luôn, mà những cái chiếc laptop khác trong tầm giá khoảng 8 triệu thậm chí là 10 triệu đi, ước không có luôn, đúng không anh em? Đây mình sẽ cùng unbox ra. Thông thường ấy, trong cái tầm giá này anh em sẽ chỉ chọn được một con CPU Celeron này hay là một con N300 thôi. Thì với cái con này ấy, hiệu năng của nó ngon hơn và thậm chí nó còn nâng cấp được RAM. Trong hộp sẽ có trong ta thêm cục sạc, công suất sẽ là 65W và sẽ có một cọng dây nguồn nữa. Đó là tất cả phụ kiện trong hộp máy anh em nhé. Rồi mình sẽ tạm thời đóng hộp và cất nó đi. Quay trở lại với cả nhân vật chính, chiếc Asus ExpertBook B1402 CBA. Cái chiếc máy này thì nó có điểm gì đặc sắc ở đây? Có rất nhiều điểm anh em ạ. Thứ nhất là đây là một chiếc laptop thuộc phân khúc doanh nghiệp của nhà Asus, cho nên là nó có một cái độ bền rất là cao và nó có một cái thiết kế rất là đẹp anh em nhá. Nó không giống như là bất kỳ một dòng laptop doanh nghiệp nào khác của những hãng khác, có thiết kế rất là cục mịch và rất là kiểu trông nó rất là hầm hố, nó rất là cục ấy. Thì cái chiếc máy này nó có một cái thiết kế trông nó thanh thoát và nó bắt mắt hơn là khá nhiều. Đấy là cái điểm cộng của chiếc ExpertBook này. Và với cái chiếc máy này thì nó sẽ có cho chúng ta độ bền tiêu chuẩn quân đội Mỹ luôn, dưới 10 triệu, thậm chí là 10 triệu đi. Làm gì có hãng nào mà đảm bảo tự tin cho chúng ta máy có độ bền tiêu chuẩn quân đội ạ? Ngoài chiếc laptop này ra, đúng nào, bây giờ 8.3 triệu có độ bền tiêu chuẩn quân đội là một cái ưu điểm. Và với cái thiết kế thì vỏ máy hoàn toàn là nhựa, tất nhiên rồi. Tầm này mà đòi hợp kim nhôm hay hợp kim magie thì thôi, mình chịu luôn, đúng không anh em? Đấy thì vỏ máy là nhựa nhưng mà vẫn đảm bảo cho chúng ta về một cái độ đanh của cái nhựa này ở mức khá là cao cấp đấy anh em ạ. Đó là về cái thiết kế bên ngoài nhá, một cái thiết kế nó rất là basic và nó khá là hợp gu với rất nhiều lứa tuổi, không chỉ riêng với đối tượng trẻ hay là đối tượng trung tuổi đâu, mà đây hầu hết mọi lứa tuổi đều có thể sử dụng tốt cái chiếc laptop này. Về cái phần đánh giá về độ cứng chắc của bản lề, thì đây cũng là một chiếc laptop mang lại cái độ cứng chắc của bản lề là khá cao. Góc mở rộng 180 độ này, đó,
khuyến khích là nên mở từ giữa máy nhá, không nên mở từ bên cạnh máy. Nhưng mà với cái bản lề này thì dù anh em có mở góc nào thì nó vẫn rất là chắc chắn anh em nhá. Đấy là với độ cứng chắc bên ngoài của sản phẩm. Tiếp theo, một yếu tố rất là quan trọng của chiếc laptop này, đấy là về cấu hình. Ở đây chúng ta sẽ có một con Intel Gen 12. Nó là một con i3-1215U anh em ạ. Với xung nhịp turbo có thể lên tới là 4.4 GHz. Tức là bây giờ đây thì với cái xung nhịp đó, nó có thể đáp ứng được cho chúng ta vào hầu hết những cái tác vụ văn phòng của chúng ta hàng ngày rồi, đúng không anh em? Ngoài ra thì với những cái nhu cầu như kiểu là lướt web, săn sale, rồi là giải trí, xem phim như thứ, con máy này là có thể gánh được quá tốt cho anh em. Học về những cái môn như kiểu là công nghệ thông tin, tin học, những cái thứ về Word, Excel, PowerPoint, những cái bộ môn như thế, thì kể cả học lên kiểu phân khúc khá là cao cao ấy, thì cái combo cấu hình này vẫn có thể là gánh được cho anh em là rất tốt trong cái tầm giá này anh em nhá. Và quan trọng là nó là một con Intel Gen 12, chứ bây giờ không phải là một con Gen 10, Gen 11, thì nó là Intel Gen 12. Hiệu năng của nó từ cái thế hệ Gen 12 trở về đây nó đã thay đổi rất là nhiều rồi anh em ạ. Ok, thì đó là về cái cấu hình CPU. Ngoài ra anh em sẽ có sẵn là RAM 8GB DDR4 bus 3002, nhưng mà đây là single channel lắp đặt sẵn, và chúng ta sẽ còn một slot nữa để có thể nâng cấp anh em ạ. Cái đấy mới là cái hay này. Tức là thông thường ấy, nếu mà chúng ta lựa chọn laptop trong khoảng độ 10 triệu nhá, RAM 8GB onboard, dùng là dùng đến hết đời sản phẩm luôn mà không thể nghĩ đến việc nâng cấp được, thì em máy này còn slot chờ cho anh em có thể nâng cấp được. Điểm cộng chưa anh em? Rõ ràng là điểm rất cộng của chiếc laptop này rồi. Và nó sẽ có thể hỗ trợ cho ta một vòng đời sản phẩm nó dài hơn là rất nhiều so với cả những chiếc laptop mà RAM 8GB hàn chết ở trên máy. Thậm chí những chiếc máy 17, 18 triệu bây giờ vẫn có RAM 8GB hàn chết, thì cái em 8 triệu này đã có thể nâng cấp được RAM. SSD sẵn là 256GB anh em nhé. Đấy, có cả SSD 256GB trong cái tầm giá này cho anh em luôn. Tức là một cái điều tối thiểu cần thiết cho chúng ta. Phải nói là cái option trang bị như này là cực kỳ hợp lý. Và với SSD thì anh em có thể thay thế ổ cứng SSD từ 256 này lên 512 hoặc là 1TB được ở trên chiếc laptop này luôn. Đó, nó sẽ không có slot chờ, mà ở đây chúng ta sẽ thay thế vào cái slot cũ anh em nhá. Nói chung là có khả năng nâng cấp được. Ok, thì đó là về cái thông số cấu hình của chiếc laptop này. Thì rõ ràng là với cái cấu hình như thế này, nó đã hủy diệt hết tất cả những con laptop khác trong cùng tầm giá này. Chúng ta sẽ không thể bắt gặp được một con máy mới nào bảo hành chính hãng 24 tháng Việt Nam mà có cho chúng ta một cái option nó ngon nghẻ như thế, đúng không anh em? Có chăng thì anh em mua máy cũ, máy trôi nổi, hoặc là mua những cái sản phẩm cũ thôi thì có, chứ còn những cái con máy mới này mang lại cái mức độ yên tâm cao như cái chiếc ExpertBook ở đây thì chắc chắn với anh em luôn, không có đâu. Ok, đây là một chiếc máy mà gần như là duy nhất trên thị trường thời điểm hiện tại cho chúng ta có option ngon như thế anh em nhé. Rồi, thì đó là về cái phần cấu hình, cũng là một chút thông qua về hiệu năng của máy. Nhưng anh em có thể quan sát qua này, cái chiếc máy này nó cho chúng ta một cái quạt tản nhiệt rất lớn ở phía dưới gầm. Mình không nghĩ là một con i3 dòng U mà nó lại cần một cái quạt nó lớn như thế này. Và khe thoát gió này, một khe ở đây, một khe ở đây nữa. Nó có hai khe thoát tản nhiệt khá lớn và cái khe ở đằng sau này. Anh em sợ nó thổi vào cạnh đáy màn hình đúng không? Không. Bây giờ thì Asus đã thiết kế cho cái khe này thổi ra phía đằng sau xuống phía dưới, và tuyệt đối là cái cạnh bên trên này này nó bị chặn luôn cái luồng gió nóng đi lên trên này và không hề thổi một chút nào vào màn hình nha anh em. Tất cả thổi xuống phía bên dưới và đi ra đằng sau, cũng như là thổi sang bên cạnh đây, giúp cho cái chiếc máy này thậm chí nó còn bền bỉ hơn về tuổi thọ, thậm chí là cả về phần màn hình nữa. Hệ thống tản nhiệt uy tín đấy, đúng không anh em? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nói một chút về phần màn hình. Đây có thể là một cái điểm mà giúp chiếc máy này có một cái mức giá nó mềm và nó rẻ như thế. Chúng ta sẽ có ở đây một cái màn hình với kích thước là 14 inch và độ phân giải là Full HD, với tấm nền của máy sẽ là tấm nền TN. Nó không phải là tấm nền IPS cho góc nhìn rộng, nhưng mà mình sẽ phải phân tích một chút. Thứ nhất là nó cho mức giá bây giờ nó là quá rẻ. Và cái thứ hai ý, là với cái TN này ý, nó không mang lại cho chúng ta quá nhiều những cái sự khó chịu như là tấm nền TN hồi xưa. Và khi chúng ta chọn cho mình một cái góc nhìn nó đủ thoải mái, tức là quan sát được tốt rồi ý, thì lúc này màu sắc của nó về cái độ tươi tắn và cái độ tương phản nó không kém gì một cái màn hình IPS cả anh em nhá. Thì với cái việc chúng ta sử dụng máy tính này, lúc không phải lúc nào chúng ta cũng phải ngó nghiêng xung quanh cái màn hình làm gì, mà chúng ta cần một cái góc nhìn với mang lại một cái màu sắc đủ tươi tắn và độ tương phản đủ tốt thôi. Thì mình khuyến khích anh em là có thể mở bản lề này ra góc hơi rộng một chút như thế này và ngồi chính diện quan sát, thì lúc này nó sẽ mang lại cho chúng ta một cái chất lượng hình ảnh không kém gì một cái màn hình IPS trong phân khúc này anh em nhá. Quan trọng ở đây là gì? Chúng ta có kích thước 14 inch, là một cái kích thước mà theo mình đánh giá là nó vừa đủ cái độ linh hoạt, nó lại còn vừa đủ rộng để chúng ta có thể làm rất nhiều thứ ở trên đây nữa. Và chúng ta cũng có mức độ sáng 250 nits, lớp phủ chống lóa và phủ màu 65% sRGB trên cái màn hình này anh em nhá. Đó là với cái phần màn hình. Nói chung là với những tác vụ sử dụng hàng ngày của chúng ta, văn phòng, các thứ giải trí, mọi thứ trong cái tầm giá 8 triệu này thì rõ ràng đây vẫn là một cái màn hình đáp ứng được là tốt cho chúng ta rồi. Ngoài ra thì anh em cũng sẽ có webcam bên trên rất đầy đủ, không hề bị cắt giảm một cái gì, thậm chí có cả lẫy xem webcam vật lý. Đấy, gạt một cái che vào luôn, không ai có thể ăn cắp hình ảnh của chúng ta được, rất đầy đủ đúng không nào anh em. Chưa hết thì xuống bên dưới phần mặt C của máy ở đây, chúng ta cũng sẽ có một cái trải nghiệm theo mình đánh giá là khá ấn tượng trong cái tầm giá khoảng độ 8 triệu. Ở đây chúng ta có một cái phần bàn phím mang lại cái độ nảy tay là khá tốt, leo bàn phím rút gọn và được đặt vào chính giữa trọng tâm của máy.
Với cái phần bàn phím này thì mình đánh giá cái cảm giác gõ nó ở mức gần như là vượt trội hơn hẳn trong cái tầm giá khoảng 8 triệu này rồi. Tuy nhiên thì nó lại bị cắt giảm đi một thứ, đấy chính là đèn nền bàn phím anh em ạ. Thật sự thì trong tầm giá khoảng hơn 10 triệu, 11, 12 triệu cắt giảm đèn bàn phím mình cũng đã gặp rất nhiều rồi. Thì trong khoảng giá 8 triệu không có đèn bàn phím thì cái điều này nó hoàn toàn là dễ hiểu thôi, đúng không anh em? Và với cái phần bàn phím này thì nó lại mang cho chúng ta một cái cảm giác gõ là khá tốt để các bạn có thể rèn luyện, các bạn có thể soạn thảo văn bản ở trên cái phần bàn phím này thoải mái, làm những cái bài tập, những cái bài thuyết trình của chúng ta ở trên đây rất là ổn luôn nha anh em. Và nó cũng có đầy đủ hết tất cả phím tắt ở trên cái giải function ở phía bên trên này này. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một cái phần trackpad. Trong một chiếc laptop 14 inch trackpad như thế này không phải là quá rộng, nhưng mà theo mình đánh giá nhá, nó vẫn sẽ là đủ rộng để chúng ta có thể trải nghiệm tốt ở trên đây. Và thậm chí là chúng ta có một cái cảm giác lướt là khá mượt, đi cùng với đó là cả phím vân tay một chạm tích hợp trong phần trackpad này luôn anh em ạ. Có cả bảo mật sinh chắc học nha, không đùa được đâu anh em ạ. Nó có cả bảo mật sinh chắc học quét vân tay trong tầm giá 8 triệu ạ. Dã man thực sự, đúng không anh em? Thì đó là với trải nghiệm về phần mặt C. À, ngoài ra thì do là cái mặt C này này Acer hoàn thiện rất tốt, cho nên là khi mà mình bấm ở trên đây nó không gặp hiện tượng bàn phím nó ọp ẹp, nó lún. Mà ở đây nó mang lại cảm giác khá là đầm và chắc khi mà mình soạn thảo văn bản, mình gõ phím ở trên phần bàn phím này anh em nhá. Cũng là một cái điểm cộng rõ ràng của chiếc Expert Book này, đúng không anh em? Và cái điểm cộng tiếp theo của chiếc laptop này nữa, đó chính là cổng kết nối. Ở đây thì chúng ta sẽ có một hệ cổng kết nối, phải nói là laptop 15 triệu còn đang ước cơ, đúng không nào? Chúng ta có gì? Hai cổng HDMI Type-C, hỗ trợ sạc, truyền dữ liệu, thậm chí hỗ trợ cả xuất hình ảnh, gần như là full function luôn rồi, đúng không anh em? Chúng ta có thể làm chuyển đổi mọi thứ qua cổng C ở đây. Nhưng mà chúng ta cũng có cả HDMI, nhưng mà tuy nhiên thì chuẩn HDMI sẽ chỉ là 1.4 mà thôi. Hơi tiếc là nếu như mà anh em có muốn xuất ra một cái màn hình với độ phân giải cao tới 4K ấy, thì cổng HDMI này sẽ không hỗ trợ được cho chúng ta là tối ưu trên cái màn hình đó anh em nhá. Tuy nhiên thì mình nghĩ là một khi chúng ta lựa chọn laptop 8 triệu chẳng hạn lại mua một con màn 8K à 4K thì cái điều này hơi ngược, đúng không anh em? Cùng lắm chưa xuất ra màn hình Full HD thôi, thì cổng HDMI 1.4 này có thể xuất được cho chúng ta là rất tốt. Ngoài ra anh em sẽ có cả cổng mạng LAN RJ45 đó, laptop văn phòng bây giờ nhá, có cả cổng mạng LAN này, anh em kết nối mạng dây để mang lại độ ổn định cao và kết nối mạng LAN đồng bộ trong doanh nghiệp thì cũng khá là tốt trên cái cổng mạng LAN này. Chúng ta có thêm một cổng A tốc độ cao và một jack audio 1.5 combo. Bên cạnh trái anh em sẽ có thêm một cổng A và một khe khóa case center nữa ở đây. Tức là với chiếc laptop này thì rõ ràng 4 cổng USB, trong đó thì có 2 cổng A, 2 cổng C. Cổng C thì hỗ trợ vừa tốc độ cao vừa là rất nhiều những cái chuẩn kết nối, cực kỳ là hợp lý, đúng không anh em? Một chiếc laptop mà mang lại số lượng cổng kết nối phải nói là dã man, quá nhiều luôn. Đó. Và thông tin tiếp theo sẽ là về pin của chiếc laptop này, thì em nói cho chúng ta viên pin là 3 cell và 42 Wh. Đây không phải là một dung lượng pin ấn tượng cho một chiếc laptop, nhưng mà nó là một dung lượng pin đủ tốt và nó là mặt bằng chung ở trong cái tầm giá này. Thậm chí nhá, trong tầm giá của hơn 10 triệu anh em vẫn sẽ bắt gặp những chiếc laptop có pin 39 Wh, ở đây 42 Wh, nó vẫn sẽ là một dung lượng pin nhỉnh hơn mặt bằng chung trong tầm giá rồi, đúng không anh em? Và với tất cả mọi trang bị mình vừa kể trên như thế, trên một chiếc laptop kích thước 14 inch với build quality ngon, cảm giác cầm nắm rất đầm và chắc chắn, trải nghiệm thì nó vẫn ở mức là rất ổn trong cái tầm giá khoảng 8 triệu này. Nhưng mà trọng lượng của nó sẽ chỉ có là 1,42 kg mà thôi. Một cái trọng lượng mà khá ấn tượng đấy chứ, đúng không anh em? Thì cái việc chúng ta mang đi học, đi làm bây giờ không phải lo nghĩ quá nặng gánh trên vai nữa. Và với một chiếc laptop đầy đủ hết mọi trang bị như thế, bảo hành dài chính hãng và đang được ưu đãi tại Laptop World với mức giá nó rẻ như thế, thì anh em nghĩ sao về chiếc laptop này Asus ExpertBook B1402 CBA anh em nhé? Đừng quên để lại cảm nghĩ của anh em phía bên dưới phần bình luận của video này. Cho một chiếc laptop quá rẻ thì những bạn học sinh, sinh viên không có mức tài chính quá cao lúc này có thể dễ dàng tiếp cận tới một cái sản phẩm tốt như này một cách dễ dàng hơn rất nhiều, đúng không anh em? Và đừng quên là cái chương trình giảm 400.000 ấy, nó sẽ chỉ trong một khoảng thời gian là khá ngắn mà thôi. Cho nên là nếu như mà anh em cảm thấy quan tâm ấy thì hãy nhớ là nhanh tay lên nhá. Chắc chắn rồi, số lượng thì sẽ khá là có hạn đấy, cho nên là hãy nhanh tay lên. Và đừng quên một điều nữa, subscribe channel TikTok Laptop World nhá. Link của channel ấy mình để luôn ở phía bên dưới phần mô tả của video này để anh em có thể tiện cho nhu cầu subscribe hơn. Và hy vọng là anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này. Nếu anh em cảm thấy yêu thích, hãy nán lại một chút và cho Laptop World một like, một sub, cũng nhấn nút chuông để không bỏ lỡ video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.